trong cuốn sách này nó có một cái chi tiết rằng là khi mà em tham gia Đạo Hát Việt, những thứ mà em có, những thứ mà em đem vào Sài Gòn và cái hành trang của mình để vào đi thi Đạo Hát Việt nó như thế nào. Nhớ cái khoản tiền mà để em vào tham gia Đạo Hát Việt thì theo hồi đó là nó có khoảng là hơn 2 triệu để mình cầm vào để thi Đạo Hát Việt. Em nhớ là có một cái lần như này, là lần đó là phải chuẩn bị một cái quần để chuẩn bị cho cái đêm thi Đạo Hát Việt. Thì cuối cùng nhưng mà cái lúc đó thì trong người lại không có. Thế thì mà em mới nhớ đến cái câu mà cái lần nào gặp gì là y rằng cứ lúc đi về là gì cũng sẽ đều bảo là có gì cần giúp đỡ khó khăn thì cứ liên lạc bọn mình ngay. Nhưng mà thực ra thì trong lòng em lúc đó em vẫn rất là ngại. Nhưng mà đến cái lần đó cuối cùng là không thể nào mà còn cái cách nào nữa rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Em không thể nào mà em bay được quá nhiều các anh chị ở trong cuộc thi nữa rồi. Thế là bọn em phải gọi gì. Cái lúc đấy là gì mới đến và gì giúp đỡ ngay. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn. Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Cái điều mấu chốt mà em muốn gửi đến tất cả các bạn đọc trong cái cuốn sách lần này, đặc biệt là các bạn trẻ, đó là một cái thông điệp rằng là hãy luôn luôn theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Và đặc biệt là hãy luôn luôn đặt ra được một cái mục tiêu nào đó để chúng ta theo đuổi. Và hãy luôn luôn nuôi dưỡng cái niềm đam mê đó. Có một cái câu hỏi như thế này rằng là liệu rằng khi mà viết nên cái cuốn sách lần này thì có sợ những cái bạn mà cũng có ngoại hình không được đẹp, có ngoại hình không được đẹp nhưng mà tủi thân mà họ cũng không có thể có cái điều kiện mà để đi thay đổi ngoại hình để có được cái ngoại hình giống như em bây giờ hay không? Thì em có chia sẻ rằng là thực sự là ở trong cái cuốn sách lần này em viết chủ yếu là đứng trên cương vị của một cái người là làm với nghĩa là rất là bình thường, chứ em không nhấn mạnh quá nhiều về cái vấn đề thay đổi ngoại hình. Mẹ đang muốn nói về nhiều cái thứ nó ở bên trong và cũng như là những cái thứ mà chúng ta nỗ lực để đạt được hơn là những cái ở bề ngoài như thế này. Khi mà em viết nên cái cuốn sách này nó như là một cái lúc mà để em ngồi em nhớ lại hết tất cả mọi chuyện từ ngày xưa đến giờ và em mới cảm thấy là những cái quãng đường mà em đi qua và những cái thứ mà em trải qua thì nó cũng khá là nhiều cái điều buồn cười và nhiều cái thứ hay ho, nhiều cũng như là nhiều những cái rất là chân gai. Em mới thấy rằng là cũng khá là siêu nhân.